Tây á, ở đây ai cũng nói á, miền Tây thì sông nước, cái nước á, là không có nước sạch. Ở đây là trời mưa á, sớm á, thì có nước để tôi hứng để dùng, còn á, mưa trễ là không có nước. Khi mà đi khảo sát tại những cái miền sông nước tại Việt Nam, chúng tôi rất là bất ngờ bởi vì cái tình trạng thiếu nước sạch ở những nơi này, đó cũng là động lực để thôi thúc cho Mizuiku được triển khai tại Việt Nam. Thì chương trình còn đồng hành với các chúng tôi, hướng dẫn các em những kiến thức sử dụng nguồn nước và biết tiết kiệm nguồn nước, góp phần thay đổi nếp sinh hoạt của các em hàng ngày. Con tham gia lớp học như thế này thì con rất là vui và bổ ích vì các thầy cô đã dạy cho con cách bảo vệ nước. Từ ngày có chương trình Mizuiku là con tôi đi học về nó kể suốt à, là nó kêu tôi thì phải kiếm tiết kiệm nước. Chiều bữa nào cũng vậy đó, thì cái cha con nó dắt đi ra ngoài bờ kênh đó thì cái dọn cho sạch sẽ,